Ở đây á, là ta nói ra những cái viễn chiến á, trước đây á, những người mà bị tật nguyền này cái nọ đều do nhân quả nhân cả. Cái lực âm như thế nào là cái lực dương nó cũng y vậy, không ai trù mình. Nhưng mà ta đã biết hết á, cái thân mình làm gì á là cái thân mình bị này, còn cái miệng cái khẩu mình này nói này cái nọ nó nằm dính vào trong câm điếc hoặc là méo miệng. Còn mà là mắt mình mà thấy là liếc được thì đó thì mình bị ảnh hưởng. Lùn hay cao nó cũng thế, coi thường ông đại thiện nhân á, mình coi thường đi, mình biết cái cảnh đó. Mình cứ yêu cầu mình có một cái ý nghĩ nhỏ nho trong đó thôi, mà bao nhiêu cái phước nó làm như giống như cái núi Bà Tây Ninh đi, phải không, rồi nó cũng tan biến luôn, chứ đừng có trụ vào đó. Tôi làm nhiều giống như Nguyễn Phương Hằng, phải không, là cho nhiều vô đó kể công vô đó là thôi chứ không. Biết hết Thấy à, gì cũng biết hết trơn mà biết không, điều không biết thôi. làm đừng có kể công, ngày sau ông trả công lại cho mình làm Hay quá, câu đó hay đó, đó, mình làm mình kể công thì thôi mẹ nó mất mẹ nó hết trơn à. tức là mình làm phước là mình không nên kể công, kể công là mất phước hả anh lại. Chứ sao biến mất tiêu á, Điển hình coi như là cái ai? nợ của mình á, cái công á của mình mà tài sản bao nhiêu đó hả, ổng cho và ổng giữ lại hả, lớn hơn mình gấp hàng ngàn lần, Nhưng nói mà cho ông điển hình biết. là ai, anh có thể ví dụ một hoàn cảnh cụ thể không? Không mà bất cứ là ai cũng vậy, mình không có nói tên ra mọi người, tôi chỉ nói vậy thôi, là tất cứ bất cứ là ai giàu nghèo này cái nọ, bất cứ ai Giờ cũng cái giống như này hôm nay là cái lưới này em thấy anh là lấn chiếm lòng lề đường thêm khúc nữa nha. à, Bữa cái đó anh ngang cái đây giờ mặt phục cái cho mình cái nữa. viết bên này nè, tôi có nói để vấn đề mà thì Thiện Bủ Thiên góp ý, những người mà thuê nhà trọ nè cũng là cho giá cao nè, cho thuê mặt bằng cũng giá cao nè, cho thuê cái gì cũng giá cao, từ cấp huyện, cấp tỉnh và cấp xã giá cao gì. Giờ hỏi cái người nhân dân làm không ra tiền, công nhân không có tiền, phải ép sức không, giờ nó ép sức giờ làm sao nó mới có đủ trả tiền chỗ ở, Nhưng mà thuận mưa vừa bán đâu mình. có. Mình phải làm sao, mình phải có tấm lòng thương, nam bắc một nhà, mình đừng có lên giá, mình cứ mình biết thu nhập một ngày nhiêu, công nhân đó là một ngày hơn hơn 100.000 nổi không, nếu công nhân mới, công nhân mà cấp bậc 3/7 á thì mới có nằm giá cỡ hơn 100.000 hoặc 150.000. Sao mình không tính đi, mà mình đòi thu nhập mỗi một cái căn phòng có 3 mét mấy thôi, mà nếu mà trung tâm thành phố ít nhất cũng phải từ 3,5 triệu hoặc 4 triệu, rồi trung tâm huyện thì bao nhiêu cũng đâu có thấp hơn bao nhiêu, rồi xã bao nhiêu cũng nằm là giống như mấy ở khu vực gì nè, nó mà nó có cái nhà mà đơn sơ sài thôi là cũng phải hơn triệu mấy 2 triệu rồi. Vậy cho Mà em hỏi là lúc trước anh cũng từng ở nhà trọ mà bị ta lên giá rồi đi ra đây ở hả? thì đúng rồi đó, tao bị tao không lên đuổi giá, tao không có trả, tao không có tiền thành là tao không trả ống nhưng mặt mà trai ra à, mà cho ở không cho thôi ha. nhưng mà tao tao nói thật mày, không có cái gì mà tao không nắm cả, nhưng mà cái đó là những người đó. Bây giờ nè mày lấy đồng tiền cao đi, ngày sau không bao lâu mày vô bệnh viện mày nằm cũng vậy à, mày trả tiền cho bác sĩ cũng vậy Là à. của thiên trả địa hết hả? Nó vô nó sao bóp à, sao nghe giống tại vì trùng cái đâu à. người, tại vì cái người mà lao động người ta hả, người ta vất vả mồ hôi á, mà người ta mà kiếm được cái đồng tiền rất là mệt, mới chạy theo cái sản xuất á, là cái năng lượng cái công của họ đổ ra rất là nhiều, mà thần tán khí hao gì cái năng lượng, mà trong chương đó cái áp suất nội cái đèn nó thôi là người ta đã bị mất cái năng lượng rất là nhiều rồi. Là cái áp lực của người ta khổ, công người công nhân rất là khổ, và tất cả những người nhân viên trong văn phòng người ta khổ rồi, là về còn phải bị cái ảnh Giờ hưởng anh về vấn ngoan không? đề tiền Xoay bạc đầu cho ba ha. nước nôi rồi là chỗ ở. 100 cái nhà trọ nữa thiệt mà nó chỉ làm sơ sài cho người ta mình ở đó thôi, rồi là chỗ ở cũng đâu có được mà thoải mái hoặc là không, mà hàng tháng là không có bớt được cái gì cả, tội nghiệp cho anh em mình không. Thì cái nhân hôm nay mình tạo cái khổ cho những người đó thì ngày sau mình sẽ gặp cái cảnh khổ vậy, luật nhân quả không bỏ ai đâu. Thì hôm nay nếu mình có trên đó thì nên mình xả bỏ một phân nửa, đó là còn hơn mình làm phước chứ, Dạ. chứ đừng có nói bây giờ mình đi mày làm ấy cho đã, mình đem tiền đó mình đi làm phước, mình đi cúng dường thôi, không có đâu, Phật nào không dám chứng cho máy bay. Vậy thông điệp anh muốn gửi đến là gì? Làm gì làm, mình phải tính được cái đồng lương của họ, cái người ta làm được bao nhiêu mình biết được chứ, hàng ngày người ta phải ăn gì bao nhiêu. Rồi bây giờ tôi hỏi mày, giờ là thằng nào làm giỏi lắm được chờ, mai công nhân mai đi ngày 150.000,
mai mẹ đi thiếu điều trai đức. Rồi giờ tháng tính ra được nhiêu? 4 triệu mấy, có chăng ca chút đỉnh nữa ép lắm mới được gần 5 triệu. Rồi ăn thì sao? Rồi tiền nhà thì sao? Dễ gì. Nói sao mày mấy người mà nhà trọ, mỗi nhà trọ nào cũng kinh doanh là hình như là muốn lấy cái đồng tiền để cho nhiều thôi, chứ còn không có tình thương đó. Rồi hàng tháng lắm lúc á, mỗi năm rồi là nó lên giá nữa chứ. Trời ơi. Tình Anh không hình. có thuê nhà sao anh rành quá vậy? Không có thuê rồi mà bị không Bị có tiền đuổi. trả đuổi. Không Mình là có, con mình ông bức trời mà xúc còn bị lắm. đuổi ta. Không có cái gì mà ở dần gian này lòng tham mà nó không biến chuyển. Thôi Cũng vì tiền đồng tiền mà mất tình anh em hả? vậy chứ làm sao, dòng giống Lạc Hồng con ngầm giống tiên ở Nam Bắc á, một nhà đó mà nó phanh ra tùm lum vậy thôi chứ. 50 ra Bắc, 50 vào Nam á, miền Bắc á, miền Bắc Hà Nội gọi là giao chỉ đó, gọi là Mỹ Nương, miền Nam á, gọi là Văn Lang. Của dòng giống Lạc Hồng không á, 50 Bắc 50 Nam á, nay phải họp lại Nam Bắc một nhà, đạo hay không đạo tao có nói trong đó, đạo không đạo gì cũng vậy, Nhưng mà anh lợi đạo cho em không. hỏi nè, anh có cách hóa giải gì để cho gia đình của Vũ Linh là hòa thuận lại không? Có chứ, Gia đình êm ấm không? kêu ngon lon nó lên đây, hoặc là chị Sáu gì đó kêu lên đây, hai phần đó bên âm phần bên dương. Rồi có chia lại tài sản cho anh không? Không cần, nếu mà cho tao chút đỉnh thì cho Vũ Linh để mà có miếng ăn về trời, có miếng ăn chứ mẹ đi về đó, mẹ ở đây lấy của ổng mẹ cả đống đó mà không lo gì cho ổng. Vậy giờ mình làm sao mình nên hóa giải được theo anh, ý kêu kiến riêng của anh? kêu lon tới đây, ai làm gì, ai ai muốn quá giải thì cứ lên đây chia ra bao nhiêu phần cũng được, rồi là quá Hói luôn trời. đó, mẹ ngày xưa tao mày thấy ông sư tổ Đạt Ma, cái đầu ông sao cái đầu tao y vậy, hiểu không? Cái đầu vậy mà không làm việc gì mà cao cả mà đi ăn xin mới uổng ghê luôn á. Trời, mình ăn xin mình lo cho anh em mình có gì đâu, Mình ăn xin là mình thuần vô cái họng của mình với lo lo cho ai. ừ thì đó mình lo cho hồn mà tất cả những người ta không có tu huệ được, người ta tu phước tức là vật chất á, thì hôm nay người ta nhờ cái tạo phước này, ngày sau người ta sẽ có, cho người ta sẽ bước lên cái huệ mạng, chứ đâu phải hôm nay mày muốn mấy người mà người ta tu mà thành thật đó đâu phải dễ đâu, người ta phải trồng nhiều kiếp rồi làm phước phải cho nhiều, chứ mà tạo phước ít thì làm gì, nghiệp của trần gian nhiều thì phước mà mày phải tạo âm dương đồng nhất lý, còn mày cứ mày nói mày Phật không ăn nữa, ôi vậy mấy đó Phật ngu không biết gì hết, Phật nào không ăn, ông trời nào mà không ăn, thượng đế nào không ăn, ổng sanh ra đây để cho mình cái tánh biết xuống đây để cho mình có, mình ăn ăn để học để tiến, còn mình đem mình đi quất bỏ hết. Tình thương nếu gì bao la mà anh em như một nhà biết yêu thương nhau, còn mình đó là mình còn chấp vào đạo, tức là mình còn chưa có hòa, chấp ta ngã mạn đố kỵ thù hiềm và chia rẽ là bị đọa, đạo nào tao không cần biết, là không đạo mà không chấp mà ta tạo phước thì ngày sau người ta sẽ được hưởng, còn mình cái đạo mình không lo, mình làm phước mình không lo tạo phước cho như chúng sinh thì thôi, vậy thôi cái đạo đó chắc tôi nghi chắc cái giống như chiếc thuyền không có la bàn rồi, nó đi biển mà không có la bàn rồi thôi, có nước nó đi đâu, đi Trời đâu ơi, biết hết luôn ta, đi biển có la bàn rồi chỉ đường rồi đi giỏi dữ ta. vậy chứ ông Lạc Long Quân là gì, là ông đi xuống đây là tức là ông đi đi lạc đường phải không, thành ra mới sanh đàn chả đóng gọi là lạc đường. Ra hồi xưa là anh truyền kiếp anh đi theo Lạc Long Quân mẹ ông cơ. Long Quân Là lớp chân. vào Nam, miền Nam là vật dương tức là tề cha đó, hiểu không, còn miền Bắc là mẹ là Mỹ Nương. Mỹ Nương là đi trên đường rất là đất Long Ngọc đó hả? Rồi xong rồi đó, đó là An An Dương Dương qua hả? đời rồi, cái đó là tới đời thứ sáu là mới gặp cảnh đó đó, 18 Biết đời vua về Hùng á, lịch sử ra. An Tiêm rồi Thật Sanh đó. An Tiêm nàng ba ra bãi biển gặp nhau trần trụi thôi dắt dắt nga giao ra đảo luôn, chẳng có gì á, dưa hấu nhờ quạ tha hộp cái đó nó gãy có thôi Nói là sự tích may ăn thêm đó hả? ừ
Để anh cho hỏi tại sao có nguồn gốc là có dưa hấu hay ta? Thì đó, quả nó tha hột ra ngoài đó, gãy. Thành ra là sau đó là tất cả các nước, các con này cái nọ phải không? Ông vua ở đây cũng ra mời về luôn. Khi đi trần trắng nó là cái gì trong cái thân của mấy bay, còn cái trần vàng là nó là cái gì của mấy bay. Trần trắng là ông là da. Vậy là mày ngu, chưa biết giống gì. Thì giống như con gà, trần trắng là thành nó thành lông với da ngoài. Phải đâu con. Vậy sao? Còn ngu lắm con. Thì chứ sao? Thành ra là thời ông tổ sư Đạt Ma có bốn thằng để mà nó để mà ông lựa chọn ông truyền y bát lại. Thằng thì nói này kia nọ tu sao nói này nói kia nó thôi con chỉ mới ngoài da của ta thôi. Còn thằng kế con mới chiếm được thịt, còn thằng nữa mới được xương, còn thằng nữa tỷ của ta tức là quỷ cả đấy. Còn thằng mà bữa mà ngồi chung với mày mà bị tao này cái nọ đó, thằng đó là giống như lục tổ vậy, hiểu không? Ngũ Dạ. tổ á mới kêu á là giờ thần tú á, con phải ra cái bài pháp cũng giống như là lựng không à, ảnh là ra một cái đề rồi xong rồi tới ông lục tổ cũng ra cái đề á, mới người ngộ và người không ngộ ông nói thì thôi cái này không được đâu, thôi con xóa đó đi, là tức là xóa của cái lục tổ, giữ là của thần tú để mà để cho mày nên các huynh đệ rồi để theo cái đó để mà học, tức là cái pháp mê ông mới truyền cho mà ông lăn âm thầm nửa đêm ông truyền cho cái y bác xong rồi là đưa thiền. Khi mê thì nhờ thầy độ, mà khi ngộ con phải tự độ mà độ luôn chúng sinh. Yeah. Bây giờ khát nước quá ta, ai mua nước ngọt quá ta. Đi mua đây mày. Anh đưa tiền em mua cho. Kêu thằng chú lên đi mua. Chỉ là thu vô thôi chứ không có đưa trời, mua cái ra. chú không được, nãy giờ đói bụng Hôm quá. nay là nói thật là thương gì thương, máy bay không có đến nỗi đó mà chết. Ngày sau máy bay mới có cảnh chết đói, ngày sau sẽ cho lại, nói gì cho Cho mày biết, em, cho cái chú em. Để tao cho mày. Làm người đã làm thế này. Áo có đùa à. Rồi nắng lên quay để đẹp bây giờ cho đi trong quay thấy phụng sự bao nhiêu tiền tỷ mày mày vô đây hả, mày vô đây mày chỉ có ăn cây với ăn ấy thôi chứ không ăn gì, chứ mà ảnh ở là đâu mà có quay. cây mà cái cây mà gậy thước bảng là dữ dằn lắm, có dòng kim cô luôn, mà vô là anh cho mày đậu kim cô đó, dòng kim mày cô đó. mày không tin là mày hỏi Trình với ông Bình hàng đó thì quỳ ăn đòn á, hai đó nhưng mà ai ăn nước nhiều nhất ta? Mày thì ăn nước Bình Định là ăn nó ăn tới là 4 lần mấy ca phải không anh lại? rồi. Ừ. Nó đi nó sốc, nó thích vậy, Sốc. nó thích vật lý thì cho nó vật lý, còn muốn tác động mà cho nó tác động luôn hả? Thì về cái gì á, trên trời dưới đất cái gì cũng có, trên trời là ông là quánh bằng cái năng lượng, quánh bằng cái quyền lực, quánh bằng năng lượng, quánh bằng khí. Anh Lợi sao em đẹp trai mà mới vậy anh Lợi? Ủa mày cái hàng mày đâu có được đâu, trời ngày sau á mày về xuống đây mày đi làm chân chưa gì chơi mà trời. đòi lấy vợ, tiện đâu lấy vợ hả? Không cái hàng của anh bị sao anh Lợi? Không phải. À, cái gì cũng của thượng đế cả nè, bên âm bên dương, không âm cung dương cùng lúc là của thượng đế, bên nam bên nữ, không nam không nữ cũng là thượng đế, hiểu không? À, cái duyên ngày xưa mà đem mày thiến cái này kia nọ thì mày mới gặp cảnh này, mấy thằng thiến bò thiến trâu thiến heo này kia nọ Vậy mấy người thiến bò thiến trâu thiến thì heo nó à, vô cảnh thì là kiếp sau nó làm cái nó vô thấy dám chứ làm gì, vậy hả? Vậy sao ai biết dám hành nghề đó nữa ta? BD BD bóng lừa cái nó sao nó biết, nó làm rồi chứ nó biết đâu. Vậy hả? Không biết hậu quả hả? Đâu biết. Giống như anh vậy đó. Vậy mày muốn mày BD mày bị cái gì, mày biết nhân ngày trước làm gì đúng không? Hay là mày làm thái giám đó, mày thái giám đầu mấy mấy thằng vô sao bắt tiếng mẹ hết. Khác gì? Lẽ hồi đó vua chú cũng vậy luôn hả? Thái giám vậy nó vậy luôn hả? chứ sao mày ở ông vua mày đi mày làm bậy sao?
Hồi nãy đang clip người ta khen vợ anh đẹp như hoa hậu luôn, nên là anh thấy vợ anh đẹp nên anh để ở nhà anh không dám cho ra ngoài, đúng không anh Lợi? Nói chung ra cái lực âm và lực dương người tu chỉ có biết tịnh thôi. Nhưng mà sao anh không cho chị nói chuyện? Ủa cho gì, ông thượng đế người tu nào biết, cái tự mình lo mình giữ chính mình chứ, mình nói gì nói mấy bay rút trượt vô chứ làm gì. Tao nói nè, giờ mấy bây giờ trong quan thể mình nó làm sao mà nhắm mắt lại ngậm miệng lại câu lên ý nghĩ trên đỉnh đầu đi, mình coi huệ màng lên giờ ông đó hay là ai trong đó, màu gì trong đó. Còn tao nói bên đó đi qua đây á, tao biết nó đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bát nạn, nó nóng nó mát ở trong này tao biết. Thì mày đen thui phải, còn gì nó đen thui rồi nó còn đen xám nữa, nhưng nó chứ đâu phải nó nằm một chỗ đâu, rồi nó mới tiến lên nữa chứ được màu chứ, như bộ mày tưởng không cái mày lên cái ào vậy. Anh nhìn vậy là anh biết là đang bị bệnh đau gì luôn hả? Ý sao đó, bên anh mày bị đau gì? Bị này kia nọ tao có nói, chừng nào mày học pháp thì nói cúng dường hai chai nước mới nói đó. Lại cúng dường hai chai nước mới nói hả? Không, mày cúng nhiều đó thì hò cái nào của chai nước thì nó đi thôi, chứ còn mà cái nợ gốc mày dễ hai chai nước. Vậy 10, là cái nợ gốc là bao nhiêu tiền? 10 triệu, 100 triệu cũng thấy gì ở đó. Giờ tao hỏi mày giờ nè, hồi đầu đời tới bây giờ mày lọt lòng ra tới tao tính nhẹ cho mày mỗi một tháng ít nhất là 3 triệu. Bây giờ cho tới mày giờ mày 20 tuổi đi, là mày tính đi là một năm là 36 triệu, 10 năm là 360 triệu, phải không? Mà 20 năm nó là 720 triệu, giờ mày cho 100 triệu nó chẳng như nhúc nhích gì, giống như cái lu nước mà lấy cái ca này mày múc một cái nó cũng chẳng thôi. Nhưng mà nó tạo cái duyên phước cho mình đời sau, chứ còn đời nay thôi. Ồ, để mình bớt làm biến đi anh Lợi, mình làm xiên xíu thành đi. Thành ra mấy bay mà tu muốn về được trời hả, còn khó hơn lạc đà mà giống như chui qua lỗ chân kim vậy. Đâu phải đùa đâu, để dễ đâu. Mấy em cũng ly làm nhiều việc thiện lắm mà. Trời ơi, nhiêu đó mình làm mày không có bằng một cái gốc gì của ông trời không cho mấy bay hết á. Làm giống đất gì cũng qua ổng hết á. Cho mình làm để mày tạo cái đó mà về này cái có cái duyên phước để mình học thêm, còn mình trụ vô cái phước đó là rồi mất sạch. Trụ vô đó tôi làm đó phước nhiều ít. Giống như vua Lương Bỏ Đế anh nói chuyện với ông tổ sư á, tôi làm cất chùa 72 cánh chùa rồi xây đường làm rồi. Ông tổ nói ông chẳng có cái gì cả. Ông chề ra cái môi trường phước. Ngày sau nhờ ông Tế Công mới dịch ra về vấn đề mà vật lý cho ông nghe, ông hiểu, ông mới là ngộ, hiểu không? Còn như ông làm sao mà ông đi, ông vua là vua, nhưng mà ông là ông này là ông tổ, là ông Phật vua, còn ông kia là ông vua của Trần, khác. Kia là vua trời, cái chuyện mình hai ông sáng, ông tối, thì sao ông âm dương mà sao giống nhau được. Vậy giờ anh chừng nào anh mới đi về trời? Chừng nào có người đủ duyên hết rồi thì xong rồi, mình giao mình ảnh là còn 6 năm nữa. Từ năm đây tới đó thôi chứ còn như là không tới. Không tới 6 năm. Còn bây giờ cái hồn kìa. Hồn giờ đang đi làm việc tùm lum á. Còn người đang nói chuyện lại. Cái tánh biết sao? Mày có biết cái gọi là cái tánh biết mà gọi là Bát Nhã nói hiểu không? Còn kim cang là nói luôn nguyên cái thân này, hiểu không? Huệ mạng kim cang, huệ mạng kim cang gọi là kim thân, giống như bố đại hòa thượng, giống gì bố đại hòa thượng cũng ông lạc quá thân,